Nhưng hệ luân hồi sẽ đáng thương lắm. Trước kia thầy Lý thường bảo chúng tôi, đời này chẳng thể thành tựu, chắc chắn chẳng tránh khỏi luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Đời sau còn có được làm thân người lại học Phật, quý vị há có vận may như thế ư? Chuyện này trong ức ức vạn người khó có được một người. Cho nên không biết những chân tướng sự thật này, điều khẩn yếu là phải nắm chắc hiện thực. Nhưng hiện thời tăng thượng duyên rất khó. Quý vị đến đạo tràng nào để có thể thật sự thành tựu quý vị, khiến cho quý vị buông xuống vạn duyên, thứ gì cũng chẳng bận lòng. Ba bữa ăn mỗi ngày có người cung cấp, lúc mệt mỏi thì có chỗ nghỉ ngơi, quý vị có thể chẳng bận lòng tí nào. Nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chẳng tìm thấy đạo tràng ấy. Hiện thời tại Trung Hoa ai nấy đều biết. Tôi biết được hai nơi, một là Bách Quốc Hưng Long Tự tại Trường Xuân ở phương Bắc, tức là đạo tràng của Pháp Sư Thường Huệ. Phía Nam thì là Đông Thiên Mục Sơn, tức là đạo tràng của cư sĩ Tề Tú Bình. Hai đạo tràng ấy thành tựu người khác. Nếu quý vị thật sự nhất tâm niệm Phật cầu giảng sanh, họ sẽ hết sức hoan nghênh, sẽ toàn tâm toàn lực chiếu cố thành tựu quý vị. Những đạo tràng khác đương nhiên cũng có, nhưng tôi không hiểu rõ cho mấy. Từng nghe nói hình như Ngũ Đài Sơn cũng có đạo tràng, quy mô chẳng to lớn dường ấy. Chỗ khác đương nhiên là cũng có. Nơi nào có thể thành tựu người khác, buông xuống vạn duyên để giảng sanh, phước báo của vị công đức chủ to lắm. Giống như Đại Từ Bồ Tát đã nói, quý vị có thể thành tựu hai người giảng sanh, phước báo của quý vị sẽ vượt trội phước báo do chính quý vị tu suốt một đời. Ta thành tựu rất nhiều người giảng sanh, bản thân ta có thể giảng sanh hay không? Quý vị phải ghi nhớ lời Lục Tổ Đại Sư đã nói trong Đàn Kinh. Chuyện này phước chẳng thể cứu. Quý vị phải biết thuở Lương Vũ Đế sinh tiền, nhà vua gần như đã cúng dường mười mấy vạn người xuất gia, dựng chùa miếu đạo tràng 480 ngôi vào thời Nam Triệu. Vì thế Đạt Ma Tổ Sư đến nơi vua khoe khoang với tổ, hỏi công đức của ta có lớn hay không. Đạt Ma Tổ Sư nói hoàn toàn chẳng có công đức, những việc nhà vua đã làm là gì? Phước đức. Lục Tổ nói chuyện này phước chẳng thể cứu. Quý vị phải hiểu rõ điểm này. Đại Từ Bồ Tát nói là phước báo. Nếu quý vị chẳng nhận lãnh phước báo ấy, quý vị chăm sóc cúng dường đại chúng, bản thân quý vị có thể buông xuống hết thảy, Phật hiệu cũng chẳng gián đoạn, vậy thì quý vị thật sự là Phật Bồ Tát tái lai. Vậy thì chắc chắn được giảng sanh. Quý vị chẳng phải là phàm phu. Vì sao? Quý vị đã lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế
Vào thời cổ xưa kia, người phụ trách và chấp sự trong đạo tràng đều là Phật Bồ Tát hóa thân đến, chẳng phải là phàm nhân. Phàm nhân làm việc này như Lương Vũ đấy, chỉ có thể tu phước mà chẳng thể giảng sanh, đời sau có phước báo to lớn. Do đã làm nhiều chuyện tốt đẹp như thế, chúng ta chớ nên không biết điều này.
Yeah.